Nghe này, đây. Hôm nay là ngày thứ sáu tôi đi phóng sanh. Hồi hướng 49 ngày cho anh Khổng Tường Phát mất ngày 18 tháng 9 năm 1983 âm lịch. Ai xin nghe. Dạ sáng sớm 6 giờ rưỡi rồi. Chưa chuẩn bị kỹ. Tại hôm nay hơi bị sốc vì cái ngày phóng sanh hôm qua là ngày thứ năm, là ngày em phóng sanh rất nhiều cá quý hiếm, là đi phóng sanh bằng đăng, rồi phóng sanh cá thòi lòi, rồi phóng sanh cả chim bói cá nữa. Hôm qua là một cái dữ liệu mà phóng sanh tuyệt vời cho anh Khổng Tường Phát ngày thứ năm, cho Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát giấu tên. Dạ rồi, nhưng mà cố chấp, nghĩa là cái máy nó bị hết pin, hết dung lượng chứa, nhưng mà vẫn ráng để đi. Thì đi quay được, về ra file hư hết xài không được, mất file. Giờ em đang coi khắc phục, khôi phục lại xử lý cái file đó không biết có được hay không. Nên ngồi từ 3 giờ sáng tới giờ, 6 giờ rưỡi sáng là tới giờ đi phóng sanh. Bởi vì á, nhận tiền của quý vị mà đi phóng sanh á, mà để mất cái file dữ liệu á, cảm thấy rất là kỳ. Nên em sẽ cố gắng phóng sanh, dựng clip up lên cho hết. Hôm qua tại đi từ sáng tới chiều, tới đầu giờ trưa chiều, đầu giờ trưa về cái hơi bị nhức đầu, làm đồ ăn cho chó xong các kiểu, rồi xong đi nghỉ, xong trong tình trạng mệt mỏi mở file ra coi, thế là làm hư file. Ủa hôm nay nhà cô cũng có đi hả? Đi đăng hả cô? Hôm qua đi về file bị hư hết trơn rồi bạn ơi. Hư. Ừ, hôm qua hay quá ha. Tại anh bị như mệt á, mở lên coi á, không biết sao nó file nó bị lỗi, cái file nó đổi ra dạng LRV á. Nó bị chứ không phải MP4. Rồi không biết chỉnh, rồi làm hư cái file đó luôn, giờ chưa biết sửa sao. Ok. Nói chung là hôm qua đi với mấy bạn đó rất là tuyệt vời. Nhưng tôi đã làm hư hết file. Hôm qua tôi có biến hình tiên cá bơi ngoài sông nữa. Đi với mấy bạn cuốn này, hai bạn cuốn này luôn, giờ file mất hết rồi, không biết sao luôn quý vị ơi. Tìm cách khôi phục lại, dớt giác lại niềm tin chứ, uy tín chứ. Đó, làm từ thiện thì phải có sao kê, làm phóng sanh thì phải có thấy giải cứu động vật rõ ràng. Tiền bạc đâu ra đó, nên phóng sanh bao nhiêu, giải cứu động vật là phải hả, đăng hết cho quý vị xem. Phóng sanh mà quay clip nữa, đâu ai làm cái kiểu này. Nhưng mà con muốn làm như vậy cho nó rõ ràng, dựng phim đó mà, để mình làm bảo tồn đó. Ngày nào cũng phải đi qua con đường như vậy, giải cứu động vật đúng cách trong thiên nhiên. Những loài bị bắt ngoài thiên nhiên, cứ bị ăn thịt riết là nó sẽ tuyệt chủng luôn, do người ta cứ bắt ăn thịt riết. Còn những con nuôi thì người ta nuôi quá dễ dàng. Thật sự là cảm thấy rất là dạ. Ok,
vô chương trình chính nè. Hello. Ôi. Trời. Dạ có cô chú ngư dân hẹn em chạy ra sông đi phóng xanh. Mà em chạy ra vẫn chưa thấy sao gọi em ra chi vậy ta? Phải đợi đây không? Em không mang điện thoại. Dạ. Thì hôm nay là ngày phóng sanh thứ 6 của em cho anh Khổng Tường Phát. Mất ngày 18 tháng 9 năm 19. Nó sai hoài vậy trời. Dạ thôi. Dạ em phóng sanh đúng cách, chị nhớ coi hồi hướng cho anh ấy nha. Bởi vì chị sẽ nhiếp tâm chánh niệm cho anh ấy. Còn công đức là em chỉ phóng sanh giùm thôi. Dạ còn cái công đức này của chị là chị phải nói để chị hưởng, để chị hồi hướng cho anh ấy chính xác hơn. Còn em có khi em nói bị chật ruột, bởi vì em em không phải là thầy cúng à. Và cho dù là thầy cúng thì cũng không có đủ cái định lực để hồi hướng cho gia chủ đâu ạ, cho những người thân yêu của mình đâu ạ, chỉ có mình thôi. Còn cái việc làm tốt này á là nó sẽ lưu lại trong A Lại gia thức của mình, nó ký ức của mình là mình đã bỏ tiền ra cho Tuy Ôn làm cái việc này, thì nhiệm vụ Tuy Ôn sẽ hoàn thành cho mình. Và đây là cái công đức của mình thì mình phải hồi hướng cái công đức này, có chư thiên quỷ thần chư Phật chứng giám hết. Nên cái việc làm xấu làm ác quý vị thấy nó quả báo tức thời là như vậy, không có trốn đi đâu được hết á. Dạ. Hôm nay đứng trước con sông này, Tuy Ôn sẽ phóng sanh ngày thứ 6 cho anh Khổng Tường Phát, sinh ngày 18 tháng 9 năm 1983, mất ngày 19 tháng 8 năm 2021 do dịch bệnh Covid-19 hoành hành ở Sài Gòn. Thì bây giờ đang đợi ngư dân đến để phóng sinh. Sao người dân chưa thấy tới? Trời ơi, đừng nói cho con leo cây nữa nha. Ngày thứ tư là Tuy Ôn bị leo cây một lần rồi. Xong rồi chiều lại mua ở nơi khác để phóng sinh. Phóng sinh 49 ngày, ngày nào cũng phóng sinh, không bỏ lỡ một ngày. Nếu mà đặt nhiều số lượng á thì dễ. Còn cái này phải chờ đợi. Hello. Ủa, em chạy ra đường nào vậy? Cái ghe mới chạy ra đường này hả? Thấy ba má của Tài đâu không? Đang vô à? Ok. Hôm qua mất file uổng ghê. Hả? Ừ, file mất rồi. Giờ để anh về anh mua cái phần mềm khôi phục á, dữ liệu á, coi làm được không. Cố gắng thôi, không thì mình làm lại kèo khác. Nhưng mà phải làm hết cái file trong máy tính đã, chứ để nó bị nặng á rồi nó lẫn lộn tùm lum là dễ bị lắm. Dạ rồi, bây giờ đợi. Ôi. Xin hãy niệm đúng danh hiệu Phật để cái công năng hồi hướng của mình, tâm nguyện của mình đạt được mục đích chính xác nha quý vị. Người đã khuất mà không biết người đó có được sanh thiên hay không thì niệm danh hiệu gì thưa quý vị? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người đã khuất mà công đức họ vô lượng, họ lớn rồi, họ làm được những cái việc mà lợi ích cho quốc gia, được nhiều người yêu quý, thì mình niệm cái gì? A Di Đà Phật. Bởi vì những người đó chắc chắn họ sẽ sanh thiên đến Niết Bàn. Mong muốn tiếp dẫn đạo sư hồi hướng cho họ.
những người mà đã có duyên với Phật rồi thì mình mới niệm A Di Đà Phật. Còn những người mà chưa có duyên với Phật á, mình niệm A Di Đà Phật để hồi hướng cho hương linh của họ là vô ích, bởi vì họ không nghe được. Phải là công đức phóng sanh cực lớn để chư vị quỷ thần á, họ cảm niệm cái công đức của mình mà họ hồi hướng cho cái hương linh đó. À, họ đến họ nói: à, người nhà của nhà ngươi đã giúp con cháu của ta thoát khỏi biển khổ, con cháu của ta đang đọa trong thân súc sanh rất là chịu khổ. Này á, ta đến đây để giúp ngươi, ngươi hãy niệm A Di Đà Phật đi, nhiếp tâm niệm đi. Dù cho chúng sanh mà vô minh cách mấy, nhưng mà chỉ cần nhớ đến danh hiệu của A Di Đà Phật, dù là hương linh hay là người sống gì, thì cũng được sanh đến thế giới của A Di Đà Phật. Như vậy cái lợi ích của phóng sanh là như thế. No, no buy, no buy it, no eat it, no. Nó tính ăn cái này. Có những việc không nên nói ra. Thật sự mà nói đụng chạm đến nhiều quỷ thần, bởi vì không ai muốn quý vị thành Phật đâu ạ. Phải cho quý vị thử thách đó. Thử thách lắm quý vị ơi. Em làm tiền cá nên em biết. Tội nghiệp của quý vị rất là lớn. Đâu ai muốn dễ cho mình thành Phật. Đâu ai cho muốn mình lên trời dễ dàng. Phải cho mình đến địa ngục làm quỷ chung mới vui chứ. Ít ra cũng phải chịu thọ khổ báo người ta mới sung sướng chứ. Giờ đi đâu nữa vậy? Ồ hả? Hôm qua đó ham đi á, ham đi nên mất file á, tại nó đầy hết trơn rồi đúng không? Mà ráng đi á. Mà hôm qua mình giải cứu được con cá đó đẹp quá ha. Con cá dài dài cam cam á, có khi nào bắt lại được nó không em? Cá đó là cá dạ xoa, mặt nó như mặt quỷ. Ờ, à, cá bài chằn. Rồi hai con chim bói cá nó dính trong đó nó đúng không? Chàng tiên cá bơi vô bơi ra giải cứu được phải không? Thì vành hết luôn. Rồi hy vọng là sẽ khôi phục lại được dữ liệu. Nếu có phần mềm đúng chuẩn chắc phải mua mấy chục đô hay trăm đô, mà cũng phải mua, cố gắng hết sức. Rồi. Cô chú ơi, con bên này nè. Con đây nè. Qua bên đó thả hả? Dạ rồi. Đi qua kia thả hết đi. Ôi dây. Dạ rồi, con qua liền. Dạ, phóng sanh là phải phóng sanh dưới ghe như vậy mới sống được. Chứ lên bờ xe chạy te te, cứu gì nổi, chết hết. Chào cô chú Bồ Tát. Hôm nay bắt được mấy con?
Nhiêu tiền, nhiêu tiền? 250. Trời, hôm nay 250 lần hả? Nặng quá vậy. Dạ. Ok. Chết không? Hả? Lấy hết luôn đi chứ. Sao? Sao có thằng 250 ngày cái gì? Nhưng mà gia chủ người ta mỗi ngày 100k tiêu chuẩn thôi à. 100 ngàn hả? Ừ. 100 ngàn hả ông? Nhưng mà con vẫn chơi, yên tâm. Hôm qua mất hết file dữ liệu, uổng quá trời luôn. Hôm qua ngày hôm qua là đi giải cứu là đúng đỉnh luôn á. Lấy cái gỗ thì đổ ra nè. Rồi xong, dơ luôn bộ đồ đang mặc nha. Rồi xong. Con mời chắc sống không chú? Đúng, sống. Ủa, tao động nước nãy giờ, tao kêu mày tao để xuống nước á, mới đem lên á ông ơi. Lại gần con xíu. Con mặc bộ đồ đi làm việc đó. Con làm biến đi tắm lần nữa lắm. Là đổ. Có mấy con cờ chết. A Di Đà Phật. Dạ thưa gia đình của anh Khổng Tường Phát, hôm nay em xin phóng sanh tiếp tục ngày thứ 6 cho anh. Dạ hồi hướng công đức cho anh trong 49 ngày. Dạ con cá nào sống được thì nó sẽ sống, còn con nào nó sống không sống được thì mình niệm A Di Đà Phật. Con nào sống được thì mình sẽ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Con nào chết dịch cho dịch ăn. Dịch con nó nhỏ lắm, nó ăn không được mấy cá này nào. Sao bữa nay bắt toàn cá to vậy chú? Thì có cái dịch con dịch kiển miệng nó chút xíu à. Tới ngay chân em. Cái này chắc phải thả trên ghe luôn mới được. Chú là đi ghe lưới hả chú? Hay ghe lưới? Ghe lưới. Vậy mà chở con thêm không nổi hả? Đó, chặt cứng đó, sao mày ngồi lưới. Trời ơi, con đâu có cần ngồi, con đu theo thuyền cũng được mà. Đâu, lạnh chiêu nổi mày. Rồi đâu, con đâu có bây giờ bị lạnh đâu. Dạ. Mày biết bơi, mày biết chèo. Chèo gì con? Chèo ghe hả con? Con này tập. Ủa sao cá bóng có mấy con à? Rất nhiều, nó có hết năng con để cá bóng ngoài đâu. Đục nó chạy vô giò thằng. Dạ. Mà nó biết rồi, ông nó chạy tội nghiệp, nó thấy nó sợ tội nghiệp, sợ cho nó chứ, không biết rồi. Dạ, nó cũng sống được. Sống chứ, một chút có nước trong rồi. Nhưng mà con thấy khả năng sống của nó bị yếu á chú. Đỡ hơn cái chú hôm qua đưa chết hết trơn. Dân, sao mà sống được. Bà ông kêu đi, ổng thả con chiều mà không đi. Nếu có sống hả, sống chắc được 30%. Vậy hả cô? Con mệt rồi, hôm qua con đi về con mệt lắm mà. Về con phải cho chó ăn, con phải dọn dẹp nhà cửa. Phải cho chó ăn nữa hả? Con phải chào vừa dọn toilet. Cái gỗ gì đổ cho mấy con tôm rồi cho nó bò. Con phải dựng video. Gỗ mực cái gì? Đó. Dạ mời gia chủ của anh Khổng Tường Phát nếu xem được video này á thì niệm Phật nhất tâm chánh niệm nha. Hồi hướng công đức à. Mai 250 chứ chết rồi, chú vừa lụm về bớt đi. Mấy con tôm tích thì nó sống mạnh nè. Mày có biết tôm tích không? Con làm chết bỏ tiếp tục. Nè, ở đây. Ừ, cái anh ta sống mạnh vậy. Mà trả về tôm tích. Con thể chết là xuống đó. Con phải đi theo được thì mới hấp dẫn được, mới giải cứu tốt nhất.
chứ nó đè vậy chết nhiều hết. Quá nó đè chết. Ít ít thì nó còn sống mạnh. Vậy mai cô chú có đi không? Đi chứ, mà tao đi sớm lắm. Con còn đi sớm hơn nữa, 3 giờ cũng dậy rồi. Đi có mày nữa sao ngồi? Con đâu cần ngồi, con nói rồi, con đu. Con đu thiền. Sao lại ấy nói? Con giống như con ốc vậy. Ủa cái thuyền này có người thứ ba lên chở không nổi hả cô chú? Không nổi tại lưới nhiều quá, đúng không? Đi lấy cái mình có... theo mình này chèo được không? Nó chìm không? Không. Con được không? Con bơi ra tới ngoài kia còn được. Cái chỗ của cô chú là đóng đáy gần chỗ ông Đức đúng không? À. Không, trong đây. Chết nhiều. Gần hơn Đức nữa hả? Ừ. Chết nhiều. Sống phải đâm quá nó nhiều quá nó chết nhiều. Lửa ra đi chết bớt nó lại hay ra nó chết rồi. Để cố để ta kêu mình xuống đây luôn gọn gọn rồi đứng đây đứng trên nhà nó đâu. Nên nhà chết thêm lần nữa. Tôm tích thì nó sống dài con biết. Ừ, tôm tích nó sống dài. Cái lúc này không mua cua mua mực mà thả nó ra. Mua cua mua mực là con thả thôi chứ mua cho mấy vị Bồ Tát thả họ tốn tiền. Mực với cua là thả ngon nhất. Vậy à, dễ nè. Tại mấy con đó nó to, với lại mấy con cua mực đó, người ta còn nuôi sinh sản được, mấy con này không nuôi được. Mấy này nó trong tự nhiên nên ai cũng muốn cứu mấy con tự nhiên, chứ trong Sài Gòn ta cứu mấy con nuôi không ta chán. Cứu mấy con trong chợ rồi không này đồ nuôi không thả ra đâu có kỹ năng sống bao nhiêu đâu. Mấy con tép này á là từ lúc nó còn là ấu trùng xong này nó lớn lên mà nó to được như vậy là nó học hỏi được biết bao nhiêu kinh nghiệm ngoài tự nhiên. Có thể nó bị dính lưới cô chú cũng khá là nhiều lần nhưng mà tại quá nhỏ nên nó tuột ra được, nên mấy con này cái lưới mình sạch nó mới vô nhiều. Dạ, còn lưới mình mà cũ dơ là nó không có vô đâu đúng không chú? Đúng rồi. Là tụi nó có kinh nghiệm hết trơn rồi. Giống như tụi nó không thấy đường mà bị nước kéo ha. Khôn lắm chứ bộ. Ừ. Mấy loài vật mà nó gặp khổ nạn nhiều lần là nó rút kinh nghiệm giống như mình cũng vậy. Mấy con chó của con cũng vậy nè. Đổ đây em lấy cái gỗ này đổ vô luôn. Con nào nó bò sống nó ra đó. Bị vài lần dính lưới rồi được thoát ra cỡ này là mừng. Thằng nhiều quá. Nay bắt được nhiều tôm quá ha. Dạ. Thấy người vậy cái con tôm tích sống dài không? À đúng rồi. Lỗi thưa ha. Để nước chú để thấp thấp xuống tụi nó lội ra được hết ha. Ừ. Nó lội ra hết hai rồi. Nó lội đi hết rồi. Nước giờ còn đầy á, nó lội kịp á chứ. Kịp. Nước rút nhanh quá tụi nó tỉnh không kịp á, bị mắc cạn á nè. Muốn thả được lúc mà nước rút nhanh mà tụi nó còn đờ là phải rửa xong. Chứ không thôi nó dính đất lại hết. Xanh mấy tháng nay lên kinh nghiệm rồi.
hồi đầu còn kén chọn đồ không, hồi đầu dễ chịu ha, sống sống đồ chết chết đồ thôi kệ, giờ khó quá, giờ lên level rồi. Cơ hội phải sống cao mới được. Cái này mình kéo cũng không vô lâu quá. Dạ. Phải kéo nó đây dính lớn rồi mình kéo nó nữa. Phải có đó thả liền thì sao? Dạ. Sống, kéo lên còn sống không mình để nhiều quá. Ừ. Rồi chứ sao? Nó có chân nó bò bò tươi. Mấy này ra đây làm thức ăn cho mấy con cá chẽm đồ mà. Mấy con cá rồi. Thì đi sinh sản rồi. Bơi ra. Mấy con bạch tuộc mà bắt được nó là chắc vô nhờ vô ăn tôm đúng không chú? Ừ, nó ăn tôm dữ lắm. Nó vô nó bắt tôm nó mới dính thôi. Ừ. Chứ mấy con này nó còn khôn dữ nữa. Nó khôn dữ lắm. Khôn lắm. Tuộc là khôn nhất á. Bạch tuộc là khó bắt nhất. Mà vô đây nó thấy tôm nhiều quá, nó tham, con nào tham thì chết đúng không? Ừ. Gặp được giải cứu thì đó được thời lên đường. Với lại con thấy con bạch tuộc này người ta nuôi được. Tỉnh lại nhiều rồi chứ bộ của nó nãy khờ khờ á. Mấy vị coi video người ta cũng muốn thấy được mấy con sống nhiều quá, do cái nhu cầu coi clip của người ta cũng nâng cao. Chứ con cũng tính cũng dễ, do người ta muốn là con cú thì lúc trước con cú dễ bởi vì con bỏ tiền con ra, còn giờ có người hỗ trợ thêm á, nên người ta muốn cú rồi phải thấy được mấy con sống, nên mình phải nhận cái tiền của người ta, mình phải làm cho nó phải đúng quá. Dạ đúng rồi, chứ người ta đâu có kêu mình cú mấy con chết đâu. Chết sao cú? Bởi vậy con mua thì dễ thôi, làm gì người ta thấy khách thích thì ủng hộ cứu được nhiều hơn. Cô chú lên đời chuyển qua nghề cứu chứ không còn bán nữa, bán làm thịt à. Mấy này ngoài chợ mua giá cao không chú? Cũng vậy à, đúng không? Mà ít có bán sống lắm. Dạ. Bán sống thì nó cũng vậy mà ít làm biếng lửa lắm. Ra chợ bán thành giá nhiêu? 80 chứ nhiêu. Không, bán cho người ta hả? Ừ, chết á. Chết á. Ừ, còn sống thì nó căng cũng vậy à. Cũng căng mà biến lửa thì mấy chục ngàn. Dạ. Yeah. Về hỏi mày lửa rồi đem đâu con hồi lửa. Mà ngoài chợ người ta lại bán cao hơn nữa đúng không? Ừ, người chợ bán cao hơn nữa. Ừ. Chợ bán trăm mấy á. Sao được vậy? Dạ đúng. Người chợ đa số nó bán chết là nhiều chứ. Chết sống vậy luôn, cho người ta 80 ngàn ký gọn không? Nó khỏe hơn. Thôi tụi con con khi nó mình... đó về cái mình để nhà mình lửa nó gò khỏe nữa. Ta làm biết lửa ổng nó thôi kệ đấy, do tụi nghiệp bán cho nó mà. Dạ. Cảm ơn cô chú nha. Ừ. Cô chú thật là từ bi tốt bụng.
vì ta đâu có lửa thế, ta làm biết lắm. Mà ai lửa thì gì ta ấy thì mày nó cho đầu cho xong rồi. Con này nó quấn người lại là nó lên đường. Nó cũng còn sống mà. Khi ta cân cho ta thì mấy cái ta cũng lấy hết chứ bộ. Nha 80. Nói địa điểm của cô chú đi rồi con bơi ra. Thì nghe chú đái chỗ ngoài đó đó. Cái đái thì con thấy có phao đó. Hai cái phao bự đó. Nguyên một dãy mà đi đăng mà đăng chùa. Đăng cái phao trong đây nè, phao đái trong đây nè. Cháu. Ồ. Hai cái phao trắng to hả cô chú? Ừ, được hai đó. Đó, thấy cái máy thì đâu, chỗ đó là biết rồi chị. Vậy cô chú đánh bắt cũng nhỏ không ha, chứ không... Không có bự đâu, vậy thôi đúng không? Nhà cô Mỹ của sắm vàng ghe đi te rồi đó. Ai? Cô Mỹ. Cô ghé đâu? Cô Mỹ trồng đậu á. À. Ở dưới bờ, dưới chỗ mày dập xuống hả? Dạ đúng rồi. Trong đâu đất sống hả? Dạ đúng rồi. Bà không phải bà Mỹ nè. Bà mà bữa cho ba mày cái cổng mà để cho dây ăn phải không? Dạ đúng. Vợ của mấy nha. Để chúng trên công thôi. Cô đó sắm ghe đi tè. Chắc con cũng phải đi qua bển gieo duyên giải cứu động vật vài phen. Tê dễ vậy. Tê về chết à. Chết hết. Tê chích điện mà. Tê chích điện. Điện gì cũng chết hết. Vậy hả? Ừ. Đâu có sống nổi như thế này. Tê đâu có sống đâu. Tê điện vậy, điện mà. Dữ dội hơn nữa hả? Dữ dội hơn, tê điện giật nó nữa. Tê nó bất chết. Bất tỉnh, chết. Mình đây giật còn chết nữa, chi tôm. Ừ. Vậy đi tê là nghiệp hơi bị lớn hả? Ừ. Đi tê là không ai cứu được luôn á. Tê nó công an cấm hết rồi. Tê điện mà. Nè. Tết nè. Vậy để con qua cảm hóa mấy vị Bồ Tát có đi te không dùng điện. Còn sống rồi. Đó, rồi sống hết rồi. Đâu được. Te không không điện rồi lấy gì có ăn. Đâu có đủ tiền dầu thôi. Một đi một bữa người ta te rồi. Vậy mà nhà cô đó không chuyển qua đi lú đồ ha. Đi te về nó hủy hoại sinh thái quá. Cá con cá lớn gì cũng chết hết, thơm tát lên đường hết ha. Ừ. Vậy là không có đúng nguyên tắc với bảo vệ môi trường đâu. Thì công an nó đâu có cho đâu cấm. Hủy hoại hệ sinh thái luôn á. Mà sao con thấy ở đây một ngày mấy chiếc te luôn ha. Nhiều chứ. Đủ lắm, nãy ra quá trời đó. Một ngày là tiền dầu người ta hết 5-6-7-800 ngàn tiền dầu người ta rồi. Ta te chạy máy suốt dầu hao lắm được. Một ngày người ta đi te mấy triệu không chứ bộ. Nên những cái con mà sống được thật ra nó rất là thông minh, kỹ năng của nó cao lắm rồi á. Mà nó còn bị dính á. Chứ sao? Là giống như là tới lúc mấy mà nó sơ sẩy. Mấy con tôm để dùng túi ký sinh á. Chứ đâu phải nó nằm trên mặt nước này đâu. Mấy tôm đất này nè, nó nằm u. Mấy tôm đất này dùng ký sinh á. Te điện giật nó nhảy lên, mấy chạy ghe vớt nó dính nó chứ bộ. Kỹ năng sống nó cao lắm rồi đó mà nó. Nữa. Còn cảm ơn cô chú nhiều lắm nha. Rồi xong. Về honey ơi. Dạ. Dạ. Cô chú mà làm ăn mà biết để đức lại như vậy là quá tuyệt vời. Hôm nay là chỉ 200k thì cũng là quá là tuyệt vời lắm rồi. Con nói dép để đâu ta? Là cái bịch chết đó vẫn để cho con đúng không? Ừ, lấy đi, dịch đó. Dạ đúng rồi, con cho mấy con vịt nó ăn. Dạ. Ủa con mới thấy chiếc dép màu cam mà. Dép đâu? Chú có thấy nhặt giùm con chiếc màu cam không? Không thấy. Dạ, vậy cô chú về trước. Rồi để con lấy dép cái. Dạ cô chú đi trước đi ạ. À. Ừ.
Ở đây mà không có đi cái dép mà ở đây mà không có cái dép tổ ong là em sẽ không đi được. Em đi nó cứ trượt, tại bàn chân em nó cũng nó bằng á, đi nó dễ trượt lắm. Chiếc dép đâu rồi Honey, con thấy không? Dạ rồi, hôm nay em phóng sinh là 200k, là những con sống, còn con chết là người ta cho em về, em cho vịt ăn. Cảm ơn gia đình anh Khổng Tượng Phát đã hỗ trợ em trong chương trình phóng sanh giải cứu động vật đúng cách, để em có được những cái video ý nghĩa chia sẻ đến cộng đồng, để mọi người ý thức đừng ăn những loài vật trong tự nhiên, mà hãy mua những loài vật trong tự nhiên giải cứu là tốt nhất. Những anh chị đang muốn phóng sanh đúng cách có thể coi và học hỏi theo, để những loài trong tự nhiên nó không bị biến mất. Bởi vì file của em hôm qua dữ liệu quay phim rất là tuyệt vời, nhưng đã bị mất. Trong đó có cá rô nước mặn, thì cái con cá rô đó người ta ăn nó riết nó muốn hết rồi. Là con cá rô đó gọi là cá rô biển luôn à, nó cực kỳ hiếm, không, khá là hiếm. Rồi cá bà chằn nữa, rất là những con cá độc lạ, em rất là tiếc. Nhưng biết sao bây giờ. Honey đi đường đó luôn hả? Honey sợ người, Honey đi đường đó, né con người rất là khôn. Những con cuốn của em đã huấn luyện rồi, con người rất là nguy hiểm, phải né ra chứ để người ta bắt làm thịt. Người tốt chỉ có trong cái kênh YouTube của Tuy Un thôi. Kênh YouTube của Tuy Un là một nơi sàng lọc ra những người tốt ở cái đất nước Việt Nam của mình và những người tốt trên thế giới. Đó là lý do em không có chạy quảng cáo YouTube. Em không muốn chia sẻ cộng đồng biết đến, bởi vì những người thật tâm muốn yêu thương động vật, tự động họ sẽ tìm đến em. Họ muốn thấy được cái đẹp của thiên nhiên, họ muốn trở thành thần tiên, thì chắc chắn họ sẽ tìm ra em. Nên em không chạy quảng cáo. Rồi, tới đây có nước rửa chân luôn hả cô chú? Hay quá vậy ta. Dạ không, con cảm ơn, con có chỗ rửa chân này xịn lắm. Ngay chỗ... Dạ đúng rồi. Đây là chỗ rửa chân. Này uống nước không? Nước ngọt luôn á. Nước là đây nè, nước rửa nè, rửa nè, rửa. Dạ. Ăn này vịt ơi. Đây. Để coi mấy bạn vịt ăn nha. Mấy bạn vịt quá.
mới cho ăn được hai bữa mấy bạn vịt chưa có kinh nghiệm, chưa biết có thức ăn trong nước. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Là cứu khổ cứu nạn cho những con tôm có cơ hội được sống. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin hồi hướng cho những vong linh tôm tép này sớm được vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng cho những chúng sanh nhỏ bé này sớm thoát khỏi thọ thân khổ này để đến được thế giới tốt đẹp của Ngài. Bây giờ tôi anh thử quăng mấy con tôm cá chết này xuống, con mấy bé vịt sẽ như thế nào. À, rỉa rất đam mê. Gà với vịt không thể ở chung được, ở chung nó sẽ không có sinh sản được. Dạ. Dạ, rất là mê ăn tép chết, cá chết. Em làm phóng sanh nhưng em không bị vướng bận bởi gia đình, con cái, vợ chồng. Nên việc em làm em chả có bị chi phối gì cả, em chỉ là hơi bị hao lỗ chút xíu. Nếu em lỡ tay phóng sanh quá nhiều, quá lố. Thế nên em phải cần có kiếm được tiền từ YouTube. Thì cái đó nó sẽ trang trải được cuộc sống của em tốt hơn. Ở đây mấy tháng gà đẻ ra quá trời. Nó để ra là nó chiếm địa bàn với mấy con vịt, là nó giết mấy con vịt chết luôn á. Nên giờ phải chuẩn bị, phải có nhà cho vịt ở chứ thôi là vịt tàn đời với mấy con gà. Ba má em thì không nhìn ra được những điều đó. Bồ câu mà đứng ngẹt trên cây luôn, quý vị thấy không? Bồ câu mà đu trên cây cỡ đó đó, đó. Bồ câu thiên nhiên đó. Chỉ đây là mình rải lúa nó ăn thôi chứ mình không có nuôi nó. Kỳ phóng sanh được 10 con. Nó chí rồi chắc chắn tụi nó cũng sinh sản ra nữa, lại phải cho ăn nữa. Cái này là nuôi chim trời à. Đó, nhà em đang nuôi chim trời, con gì tới đây ăn được thì ăn. Ông trời cho mỗi con vật một khả năng hết rồi. Nuôi vịt mà không cho ăn tôm tép thì sao nó là con vịt được.